Đội tuyển Việt Nam đang trải qua một giai đoạn hứng khởi sau trận đấu mở màn với Nhật Bản, mặc dù kết quả cuối cùng thất bại 2-4. Đối mặt với một đối thủ mạnh nhất châu Á, nhưng sự tươi trẻ và đầy nhiệt huyết của đội tuyển đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng giới chuyên môn và người hâm mộ. Huấn luyện viên Troussier đã thực hiện quyết định táo bạo khi chọn lựa nhiều gương mặt trẻ mới lạ trong đội hình xuất phát. Điều này làm cho nhiều trụ cột như Duy Mạnh, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Toàn phải ngồi trên ghế dự bị hoặc thậm chí trên khán đài. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ và quyết tâm của đội bóng trẻ Việt Nam đã khiến nhiều người phải nể phục. Dưới sự tin tưởng của huấn luyện viên người Pháp, các cầu thủ trẻ đã tỏ ra rất tự tin khi giữ bóng và thậm chí chơi bằng kiểu ăn miếng trả miếng trước đội bóng số 1 châu Á hiện nay. Có thời điểm, tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1, điều này thực sự khiến người hâm mộ thêm phấn khích và tin tưởng vào đội tuyển. Lối chơi mà huấn luyện viên Troussier đang áp dụng tại ASEAN Cup 2023 đã làm cho giới chuyên môn cảm thấy lạc quan hơn về tương lai của bóng đá Việt Nam, với một thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Trong khi đó, Indonesia cũng có một trận đấu chấp nhận được trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều là Iraq. Dù thua 1-3 nhưng các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã cho thấy sự mạnh mẽ trong lối chơi và ăn miếng trả miếng sòng phẳng với đối thủ. Thậm chí có thời điểm họ còn khiến khung thành của Iraq phải rơi vào hoảng loạn. Mặc dù vậy, việc cả Việt Nam lẫn Indonesia đều trắng tay ở trận ra quân khiến họ phải nỗ lực hơn ở màn so tài sắp tới. Do đó, cả hai đội đều quyết tâm phải thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp này. Một trận đấu sẽ quyết định đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội trong việc tìm điểm ở bảng D. Thực tế vẫn chưa biết Việt Nam và Indonesia có đi tiếp hay không, nhưng việc giành 3 điểm trong trận đấu này sẽ khiến cả hai có quyền hy vọng. Cả hai đội đã quá hiểu nhau ở các giải đấu của Đông Nam Á. Một chiến thắng sẽ mở ra cơ hội đi tiếp cho cả hai đội. Do đó, cả hai đội đều quyết tâm khi bước vào cuộc đối đầu này. Cần nhớ, các tuyển thủ Indonesia có thể hình vá thể lực tốt hơn so với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thành tích đối đầu đang ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Troussier. Trong 15 lần đối đầu nhau, Việt Nam thắng 4 hòa 9 và thua 2. Đặc biệt trong 5 trận đấu gần nhất gặp nhau từ năm 2019 đến nay, chiến thắng luôn thuộc về tuyển Việt Nam. Nếu thi đấu đúng khả năng, 3 điểm trước Indonesia hoàn toàn khả thi. Tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé đi tiếp sau khi nhận thất bại ở trận ra quân. Cả hai đại diện Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia đều trắng tay ở lượt đấu đầu tiên của ASEAN Cup 2023. Đây là lý do để nhiều người nhận định tấm vé đi tiếp ở bảng D sẽ thuộc về Nhật Bản và Iraq. Ở trận đấu vừa diễn ra, Indonesia đã để thua Iraq với tỷ số 1-3. Trước đó, Nhật Bản đã thắng Việt Nam với tỷ số 4-2. Với những kết quả trên, Nhật Bản đang dẫn đầu bảng D với hiệu số bàn thắng, +2, Iraq đứng thứ hai với hiệu số, +2. Dù có cùng chỉ số nhưng Samurai xanh xếp trên nhờ hơn số bàn thắng ghi được. Tuyển Việt Nam đang đứng thứ 3 bảng D với hiệu số, -2. Có cùng hiệu số, -2, nhưng Indonesia lại ghi ít bàn thắng hơn Việt Nam nên xếp cuối cùng bảng D. Thực tế, tại bảng D ASEAN Cup 2024, Nhật Bản và Iraq là hai đội bóng được đánh giá cao nhất. Ở lượt đấu thứ hai diễn ra vào ngày 19 tháng 1 tới đây sẽ quyết định ngôi vị nhất nhì bảng D khi Iraq chạm trán với Nhật Bản. Trong khi đó, Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia, đội thắng ở cặp đấu này sẽ có cơ hội đi tiếp với tư cách là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Mới đây, truyền thông Indonesia đã đưa ra nhận định thất bại trước Iraq đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia phải thắng trong trận đấu với Việt Nam. Trên lý thuyết, Nhật Bản và Iraq là hai đội bóng cạnh tranh nhất, nhì bảng D. Cơ hội khả dĩ nhất của đội tuyển Indonesia là vượt qua vòng bảng với tư cách một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Do đó, trận đấu thứ hai mang tính chất sinh tử cho cả hai đội bóng. Huấn luyện viên Shin Tae-yong phải chuẩn bị tốt nhất có thể để giành 3 điểm. Nhiều khả năng những tấm vé đi tiếp thứ hai ở bảng D sẽ phải chờ tới lượt đấu thứ 3 mới được xác định. Ở đó, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Iraq vào ngày 24 tháng 1, trong khi Nhật Bản được dự đoán sẽ không mất nhiều sức để đánh bại Indonesia. Về tình hình tuyển Việt Nam, sáng 17 tháng 1, toàn đội đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia trong khuôn khổ vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Trả lời báo chí trước buổi tập, tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Trường cho biết, huấn luyện viên Philippe Troussier tỏ ra tự hào với đội vì đã có trận đấu hay và tốt trước đội tuyển hàng đầu châu Á. Nhưng đội xác định chỉ tập trung cho từng trận và bóng chưa lăn thì không nói trước được điều gì. Chiều nay, đội tuyển được phép nghỉ ngơi, thư giãn tại khách sạn. Huấn luyện viên Philippe Troussier cũng khuyến khích các cầu thủ theo dõi qua TV trận đấu giữa Indonesia và Iraq để hiểu rõ hơn về đối thủ của mình. Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam: Nguyễn Philip, Xuân Mạnh, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Minh Trọng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Thái Sơn, Đình Bắc, Tuấn Hải. Dự đoán kết quả Việt Nam 2, Indonesia 0.